Sạc nhanh cho xe điện có làm hại pin không? Trên thực tế là có đấy. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng đến đâu thì chúng ta hãy cùng Bright Green làm rõ hơn trong video này nhé. Để hiểu rõ hơn về tác hại của sạc nhanh, chúng ta hãy tìm hiểu qua một chút về cách thức pin xe điện hoạt động. Pin xe điện được tạo thành từ hàng ngàn các cell pin nhỏ. Mỗi cell pin này sẽ có hai cực là cực dương và cực âm. Các ion lithium sẽ di chuyển giữa hai cực thông qua dung dịch điện phân lỏng. Khi xe hoạt động, các ion lithium sẽ chảy từ cực âm sang cực dương để giải phóng năng lượng cho xe hoạt động. Khi sạc pin thì ion lithium sẽ chảy theo chiều ngược lại từ dương sang âm. Vậy thì tại sao sạc nhanh lại khiến pin xe điện nhanh hỏng hơn? Nguyên nhân chính của tình trạng này được giải thích là do hiện tượng mã điện, một quá trình điện hóa lớp phủ kim loại lên một vật khác. Khi bạn chọn chế độ sạc chậm, dòng điện được đưa vào pin một cách từ từ. Lúc này các ion lithium sẽ di chuyển lần lượt từ 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 cực dương sang cực âm. Sau đó các ion lithium này sẽ khuếch tán vào trong các hạt than trì của cực âm. Tuy nhiên, nếu như bạn sạc nhanh thì gần như ngay lập tức dòng điện sẽ ồ ạt được đẩy vào pin. Lúc này một lượng lớn các ion lithium sẽ được giải phóng cùng lúc sang cực âm. Bạn có thể hình dung hiện tượng này giống như việc tất cả một đám đông cùng ùa qua một cái cửa. Tất nhiên lúc này sẽ xảy ra hiện tượng chen lấn xô đẩy và không phải ai cũng có thể đi qua cửa. Sẽ có một số người bị kẹt bên ngoài. Các ion lithium ở đây cũng vậy. Một lượng ion lithium sẽ không thể khuếch tán vào trong các hạt than trì mà chúng sẽ tích tụ bên ngoài và tạo ra một lớp mạ kim loại lithium ở bề mặt cực âm. Tình trạng mạ lithium này sẽ gây ra 3 tác hại cho pin xe. Thứ nhất, làm suy giảm lượng ion lithium trong pin, từ đó làm giảm dung lượng của pin. Thứ hai, tạo ra lớp rào cản bên ngoài cực âm khiến cho ion lithium gặp khó khăn trong việc khuếch tán vào trong lớp than trì, dẫn đến quá trình nạp điện sẽ lâu hơn. Và thứ ba là làm mất kiểm soát nhiệt của pin, đây cũng là tác hại nguy hiểm nhất đối với pin xe. Trên thực tế, khi bạn sạc xe tại các trụ sạc nhanh thì tốc độ sạc cũng không nhanh như chúng ta tưởng. Ví dụ như bạn chọn sạc ở trục sạc 150 kW, bạn nghĩ tốc độ sẽ duy trì ở mức 150 kW, không phải như vậy đâu. Xe của bạn sẽ chỉ sạc ở tốc độ tối đa 150 kW trong vài phút đầu. Sau đó khi dung lượng của pin đạt một mức nhất định thì tốc độ sạc sẽ bắt đầu giảm xuống. Và khi pin đạt dung lượng khoảng 80% thì lúc này tốc độ sạc của pin sẽ cực kỳ chậm. Vậy thì làm cách nào để ngăn ngừa hiện tượng suy giảm pin khi sạc nhanh? Hiện nay thì pin xe điện đã được cải thiện đáng kể về mặt hóa học, cấu tạo theo thời gian. Ngoài ra các nhà khoa học cũng đã tìm được điểm nhiệt độ giúp ngăn chặn quá trình hình thành lớp mạ lithium. Ở nhiệt độ 25 độ C trở lên, ngay cả khi cắm sạc nhanh thì các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ lớp mạ lithium nào. Vậy thì giải pháp để ngăn chặn tình trạng pin xuống cấp khi sạc nhanh là tăng nhiệt độ của pin trong giới hạn cho phép. Bạn có thể thấy, ngày nay pin xe điện được quản lý và kiểm soát nhiệt độ rất là tốt. Vừa có phần mềm quản lý pin, vừa có dung dịch để làm mát pin. Do đó, hiện tượng pin bị suy giảm khi sử dụng sạc nhanh đã giảm đáng kể. Mới đây, tạp chí Auto của Mỹ cũng đã xem xét dữ liệu lái xe thực tế của 13.000 chiếc Tesla và họ phát hiện ra rằng không có sự khác biệt đáng kể về mặt thống kê nào về phạm vi suy giảm giữa sạc nhanh và dung lượng pin. Một nghiên cứu khác của công ty Yotap cũng chỉ ra rằng mỗi năm pin xe điện có thể mất khoảng 1,8% dung lượng. Như vậy, một quả pin có thể có tuổi thọ kéo dài đến 20 năm. Vì vậy, có thể thấy tốc độ sạc không phải là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới dung lượng pin. Tuy nhiên, về cơ bản, sử dụng sạc nhanh quá nhiều thì vẫn ít nhiều có hại cho pin. Vì vậy, nếu không thực sự cần thiết thì bạn nên hạn chế sử dụng hình thức sạc này nhé.